Và cá nhân tôi ngày hôm nay thì tôi là người chặt được số gạch nhiều nhất, thì chắc là tôi cũng mong muốn có một cái yêu cầu nho nhỏ cho bản thân mình, đó chính là tôi muốn được chứng kiến xem đồng chí mũi trưởng có thể chặt được bao nhiêu viên gạch ạ. Người có đồng ý không ạ? Đồng ý ạ. Đồng ý ạ. Tay tôi hôm qua thì tôi cũng không nhớ là hôm qua đồng chí nào đẩy tôi lên leo dây. Hôm nay tay tôi đang bị chấn thương. Nếu tay bị chấn thương thì đập bằng đầu ạ. Ngày hôm qua thì tất cả mọi người đều vượt qua thử thách đó và tất cả mọi người đều bị chấn thương ạ. Nên là đồng chí hãy làm đi ạ. Nếu như đồng chí bị thương thì thông cảm cho đồng chí lấy ít gạch thôi. Tại sao các đồng chí trong hàng chỉ có biết yêu cầu tôi lên thực hiện mà sao không cổ vũ để tôi lên thực hiện? Yeah! Tôi sẽ lấy gạch dùng cho đồng chí Long. Ác ghê gì, ác ghê luôn á thiệt á. Lên xài khăn đi nè. Ác quá à. Mấy chục viên vậy đồng chí? Mấy chục viên vậy đồng chí? Mấy chục viên. Dạ, xin mời đồng chí Long thực hiện thử thách. Quá trời người đông rồi ạ. Đồng chí Diệu Nhi có thể ác hơn được nữa không? Chị Nhi, còn 2 ngày nữa là chị Nhi. Còn 2 ngày nữa hả? Được không Long vậy? Tôi sẽ cố gắng, mặc dù tay tôi vẫn đang bị thương. Hay quá đồng chí bộ trưởng ơi. Bây giờ đồng chí sẽ quan sát tôi thực hiện chặt mói. Thì nếu tôi thực hiện được yêu cầu này, rồi xong, mặc dù khi tay đang bị thương thì tôi có được yêu cầu một điều gì đó với đồng chí chặt tốt nhất ngày hôm nay đã đun đẩy để tôi lên thực hiện nội dung này hay không? Được ạ. Chúng tôi đồng ý hộ. Một con hơi nhanh quá vậy. Vẫn có. Không cần luôn. Trong hàng đã nghe yêu cầu của tôi, sau khi mà tôi thực hiện được nội dung ấy thì tôi được làm gì? Quả báo tôi nhầm lắm. Còn về nội dung yêu cầu gì thì tôi sẽ thông báo đồng chí sau, không thể thông báo trước ở đây được. Hôm nay huấn luyện nội dung bắn súng trước khi vào buổi học. Các đồng chí quan sát tôi cùng đội mẫu tiến hành bắn đạn thật. Bài 4, đồng đội nam vận động bắn mục tiêu bị thu nhỏ. Đồng chí Khải, phụ trách đội hình. Đội hình cao chi đứng quận quan sát hành động của lực lượng bắn. Thao trường mất an toàn. Đợt 1 vào vị trí nhận đạn. Quan sát vận động và bắn. Tiếp. Chạy rất bình thường đúng không? Woo!
án, khám xuống. Thành tích, chúng 10 mục tiêu, giỏi. Về vị trí, chạy thường, chạy. Hay quá các anh ơi. Thao trường an toàn, cuộc kiểm tra bán thật kết thúc. Có đồng chí, khi tôi ra thao trường, tôi được chứng kiến những cái hành động của tất cả các đồng chí. Từ các bước đi, rồi cách di chuyển, xong rồi bắn cả tiếng súng nữa. Tôi nhìn thấy cả khói và cả cái vệt đạn nữa. Tôi rất thích ạ. Cảm giác của tôi lúc nãy rất hoảng hốt. Tôi thấy rất là khâm phục bởi vì nhìn các đồng chí rất là oai vệ ạ. Và tôi cũng muốn thử sức, nhưng vì đây là đạn thật nên tôi cũng hơi e dè.